Chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Bữa nay mình sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ các bạn cây sầu riêng 4 năm tuổi thì cái cây này nó sẽ bự cỡ nào nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây sầu riêng này nha. Đây là cây sầu riêng 4 năm tuổi nha các bạn. Thì cây này nó toàn tròn vo luôn à. Cây này cao khoảng 5 mét nha các bạn. Thấy không? Múc trên trời luôn nha các bạn. Ở gần cái gốc nè. Các bạn thấy không, từ từ gốc nhánh tới ngọn luôn nè. Ở gần là hết sức bự luôn á. 4 năm tuổi. Gốc rất là to luôn nha các bạn. À, các bạn thấy không? Nhánh nhóc hết trơn 4 năm tuổi nha các bạn. Thì hôm nay mình trồng nhiều cỡ lắm, 1 năm, 2 năm, có cây thì 5 năm, thì cây này thì trồng 4 năm nha các bạn. Đây mình trồng hơi lọt sọt á, không có đồng đều. Thì cây này 4 năm tuổi nè, cây này rất rất là lớn lớn nhanh luôn, cái nhánh nó bằng tầm tay rồi các bạn, cái nhánh bự nè. Cái nhánh này năm rồi nó cho được trái 2 trái à. Các bạn thấy không, nhánh hết hải hồn. Mình nói chung là mình rất thích trồng sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng là loại trái cây đặc sản quý nhất các loại trái cây luôn, không có gì bằng là sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng là loại trái cây đặc sản đứng đầu các loại trái cây á, cái gì mình rất thích trồng sầu riêng. Có các bạn thấy không, hết sức đã luôn. Rồi, video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một cái đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người xem tham khảo nha. Hẹn các bạn những video mới.